chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất ngày hôm nay trên kênh Bản tin Nhà Nông. Nếu bạn là người mới đến với kênh, xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá lúa gạo mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Tổng kết thị trường lúa gạo tuần này, giá gạo Thái Lan và Ấn Độ cùng xu hướng giảm. Giá gạo nội địa có biến động trong tuần, chất lượng gạo kém. Giá lúa gần như ổn định, giao dịch lúa nhiều, đa số đã cọc. Giá lúa gạo ngày hôm nay, doanh nghiệp, nhà máy hỏi mua nhiều. Giá gạo nguyên liệu xô Sadec, gạo về nhiều nhưng ít gạo đẹp, kho chợ khó mua hàng, giá ổn định, kho lựa kỹ. Tuần này, giá lúa các loại không có nhiều biến động. Mặc dù giá gạo sụt liên tục trong những ngày đầu tuần, nhưng do nguồn lúa chưa cọc trên đồng còn rất ít nên giá lúa vẫn giữ ổn định. Thậm chí nhiều diện tích lúa nông dân không bán nữa, chờ quan sát tình hình. Các nhà máy, doanh nghiệp và các thương lái có vốn vẫn hỏi mua nhiều lúa, nhu cầu mua dựa lại nhiều. Trong khi những thương lái không dựa lại thì tạm ngưng mua do giá lúa neo ở mức cao. Khi lượng chưa cọc lúa thơm và lúa ngang còn ít, nhu cầu mua lúa Japonica mấy ngày nay có nhiều hơn tại khu vực hòn đất Kiên Giang. Nguồn lúa đổ về các nhà máy vẫn có lượng khá, trong đó một số địa bàn lúa về giảm lại hơn chút, các ghe chờ tải ít hơn 1 đến 1,5 ngày so với thời điểm tuần trước. Dự kiến đến cuối tuần này, tình trạng kẹt ghe, kẹt lò giảm khá hơn tại các địa bàn. Nguồn lúa đang thu hoạch tiếp tục về nhiều, rộ đồng tại các đồng Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang. Trong đó chủ yếu lúa Đài Thơm 8 và OM18, nguồn lúa IR50404 và OM380 và OM5451 ít dần. Tại An Giang lượng lúa về khá hơn tại Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Thành, khoảng một tuần nữa rộ toàn tỉnh. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, lúa qua rộ vụ, lượng về ít dần. Đối với lúa Campuchia, tuần này, lúa Campuchia về lượng giảm lại tại các cửa khẩu Dinh Bà, Thường Phước, Tịnh Biên do lúa qua giai đoạn rộ vụ, nguồn cung hẹp dần. Ước tính mỗi ngày tại Dinh Bà có khoảng 100 đến 150 xe tải lúa về, các bến khác ít lúa hơn. Các thương lái và bạn hàng lên lấy lúa đều, tuy nhiên khó mướn ghe. Ước tính tuần này tổng lượng lúa về tại các bến khoảng 110 đến 120.000 tấn, giảm so với mức 140 đến 160.000 tấn tuần trước. Cập nhật tiến độ thu hoạch tuần này. Lúa đông xuân tiếp tục thu hoạch rộ tại nhiều tỉnh, nguồn lúa về nhiều tại hầu khắp các tỉnh thành. Tình trạng kẹt ghe, kẹt lò sấy vẫn diễn ra nhiều nơi. Tuy nhiên, tại một số khu vực như Kiên Giang, Cần Thơ, lượng ghe nằm chờ tải ít hơn khoảng 20 đến 30% so với tuần trước do tại khu vực này lúa đã qua đỉnh vụ, lúa về ít hơn. Trong đó ước tính tổng lượng lúa trong tuần này khoảng 210 đến 220.000 ha, tương ứng khoảng 1,4 đến 1,5 triệu tấn lúa, tương đương sản lượng quy gạo ước khoảng 800 đến 850.000 tấn. Trong đó lượng lúa IR50404 và OM380, OM5451 đã qua đỉnh vụ, nguồn lúa thu hoạch thu hẹp dần. Trong khi đó, lúa Đài Thơm 8 và OM18 vẫn rộ tại nhiều tỉnh, nguồn lúa về dồi dào. Các loại lúa khác cũng có lượng thu hoạch khá hơn tuần trước. Theo ước tính đến hết ngày 17 tháng 3, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch khoảng 55 đến 60% diện tích lúa đông xuân 2023-2024. Giá lúa gạo ngày hôm nay, doanh nghiệp, nhà máy hỏi mua nhiều. Giá gạo nguyên liệu xô Sadec, gạo về nhiều nhưng ít gạo đẹp, kho chợ khó mua hàng, giá ổn định, kho lựa kỹ. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo tiêu chuẩn 5% tấm ở mức 584 USD trên tấn, gạo 25% tấm ở mức 563 USD trên tấn, gạo 100% tấm ổn định ở mức 478 USD trên tấn. Như vậy, so với mức giá kỷ lục được xác lập vào đầu tháng 12 năm ngoái, hiện gạo 5% tấm của Việt Nam đã giảm đến 84 USD trên tấn, gạo 25% tấm hiện đã giảm đến 86 USD trên tấn. Điều này khiến Việt Nam trở thành quốc gia có giá gạo xuất khẩu thấp nhất khi so với các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu hiện nay. Giá lúa IR50404 ở mức 7.700 đến 7.900 đồng trên kg, tại An Giang, Đồng Tháp, Tân Hiệp Kiên Giang, giao dịch nhiều, giá lúa cao, đa số lúa đã cọc chờ cắt, lúa chưa cọc có ít. Giá lúa IR50404 ở mức 8.300 đồng trên kg, khách Campuchia mua làm lúa giống, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, trả giá cao. Giá lúa OM380 ở mức 7.750 đến 7.800 đồng trên kg, tùy chất lượng, lúa chưa cọc có ít. Giá lúa OM5451 ở mức 7.800 đến 8.000 đồng trên kg, lượng có ít, thương lái mua khá, đa số lúa đã được cọc. Giá lúa OM5451 ở mức 8.300 đến 8.500 đồng trên kg, khách Campuchia mua làm lúa giống, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, trả giá cao. Giá lúa Đài Thơm 8 và OM18 ở mức 8.000 đến 8.200 đồng trên kg, lúa tùy chất lượng. Trong đó mức 8.000 đồng trên kg tại Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang và mức 8.100 đến 8.200 đồng trên kg với lúa thu hồi cao tại Đồng An Giang, Long An, Gò Công Tiền Giang. Lượng lúa chưa cọc còn ít, giao dịch lúa khá, nhu cầu mua dựa lại nhiều, chủ yếu các nhà máy và doanh nghiệp. Giá lúa ST24 ở mức 8.700 đến 8.800 đồng trên kg, lượng có lai dai tại Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau. Giá lúa ST24 ở mức 8.900 đến 9.000 đồng trên kg, lúa gần ngày cắt tại Gò Công, chất lượng đẹp, giá cao. Giá lúa ST21 ở mức 8.200 đến 8.300 đồng trên kg, lượng có lai dai tại Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau. Giá lúa Jasmine ở mức 8.000 đến 8.100 đồng trên kg, có lượng ít tại Cần Thơ, lúa một tuần nữa cắt. Lượng Jasmine năm nay rất hiếm, khó mua, giá nhích. Giá lúa nàng hoa ở mức 8.000 đến 8.200 đồng trên kg, lúa đẹp tại Hậu Giang, Sóc Trăng, lượng có ít, chất lượng đẹp. Một số đồng lúa đẹp tại Bạc Liêu nông dân chào 8.200 đồng trên kg mới bán, thương lái mua chậm, lượng có ít. Giá lúa nàng hoa ở mức 8.600 đến 8.700 đồng trên kg, lúa rất đẹp tại Gò Công, các nhà máy mua để đi hàng chợ. Giá lúa OM4900 ở mức 7.900 đến 8.000 đồng trên kg, lượng có ít tại Kiên Giang, An Giang, thương lái mua chậm. Giá lúa nếp Long An ở mức 7.800 đến 8.000 đồng trên kg, lúa cắt ngay tại Thạnh Hóa, thương lái chốt mua lai dài. Giá lúa Japonica ở mức 7.400 đến 7.500 đồng trên kg, lúa 10 đến 15 ngày cắt tại hòn đất Kiên Giang. Trong đó 7.400 đồng trên kg tại Nam Thái Sơn, Mỹ Thái và mức 7.500 đồng trên kg tại Bình Giang, Bình Sơn, nhu cầu mua nhiều hơn, giá dưới 7.400 đồng trên kg nông dân không bán. Trên thị trường quốc tế, giá gạo Ấn Độ và Thái Lan tuần này cùng xu hướng giảm do nhu cầu gạo đồ Ấn Độ giảm lại và đồng bạc Thái Lan yếu hơn so với đô la Mỹ. Nhu cầu gạo đồ Ấn Độ giảm lại sau khi Ấn Độ thay đổi phương pháp tính thuế xuất khẩu 20%, dẫn tới nhiều khách quốc tế tìm kiếm các nguồn cung khác rẻ hơn để thay thế. Mức giá gạo đồ Ấn Độ xuống mức 548 đến 555 đô la Mỹ trên tấn, từ mức 552 đến 560 đô la Mỹ trên tấn tuần trước. Giá gạo 5% tấm Thái Lan có cùng xu hướng giảm. Mức giá trong tuần xoay quanh 614 đến 622 đô la Mỹ trên tấn, giảm nhẹ so với mức 620 đến 627 đô la Mỹ trên tấn tuần trước. Yếu tố chính đẩy giá gạo nước này giảm là do đồng bạc nước này yếu hơn so với đô la Mỹ. Ngoài ra, giá gạo nước này đang chịu sự cạnh tranh từ Việt Nam với mức giá thấp hơn và nguồn cung nhiều hơn. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ gạo 5% Thái Lan từ các thị trường Đông Nam Á khá nhưng sức mua không nhiều. Nguồn cung gạo vụ mới tại Thái Lan được cung ứng ra thị trường nhưng lượng chưa nhiều. Trên thị trường nội địa, tuần này, giao dịch nội địa có đều, các kho mua nhiều tuy nhiên gạo chất lượng đẹp có rất ít, kho khó gom được hàng đẹp. Gạo chất lượng yếu, trung bình và khá nhiều, bạn hàng chào bán nhiều, kho cho giá mua thấp. Từ đầu tuần đến giữa tuần, giá gạo giảm lại do nguồn về nhiều hơn, chất lượng gạo giảm sút. Giá sau đó quay đầu nhích nhẹ đối với gạo đẹp vào cuối tuần nhờ nhu cầu mua tốt, gạo xấu giá ổn định. Đầu tuần, các ghe dồn về nhiều, gạo chất lượng giảm lại do tình trạng kẹt lò sấy, các ghe lúa về không được sấy ngay dẫn đến chất lượng bị giảm sút. Các ghe lúa về chờ tài lâu tùy thuộc vào các khu vực nhà máy, một số khu vực nhà máy Châu Thành, Sa Đéc, Hồng Ngự chờ tài 3 đến 4 ngày, có ghe 5 ngày chưa lên lúa, một số khu vực khác ở An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang 2 đến 3 ngày. Các kho đè giá mua vào, một số kho chậm mua lại, lựa gạo mua. Nhà máy và bạn hàng chào bán nhiều tuy nhiên khó ra hàng với những lô gạo xấu, gạo đẹp kho vẫn mua đều. Giá gạo đầu tuần giảm lại so với cuối tuần trước 100 đến 200 đồng trên kg. Giữa tuần, giá gạo các loại tiếp tục giảm so với đầu tuần. Cuối tuần, giao dịch mua bán khá hơn, các kho hỏi mua nhiều, đặc biệt mua nhiều gạo IR50404 và OM380 và OM18, lựa mua mặt gạo kỹ. Giá gạo các loại xu hướng nhích nhẹ, gạo đẹp được hỏi mua nhiều, hút hàng, kho cho giá cao hơn mặt bằng chung 50 đến 100 đồng trên kg để gom gạo, gạo xấu và trung bình giá ổn định. Cập nhật giá gạo nguyên liệu An Giang, nguồn ít, tùy chất lượng, nhu cầu chậm. Gạo nguyên liệu xô tại nền. Gạo IR50404 có giá 11.200 đến 11.250 đồng trên kg. Gạo OM380 có giá 11.150 đến 11.200 đồng trên kg. Gạo OM5451 Việt có giá 11.200 đến 11.300 đồng trên kg. Gạo OM5451 Campuchia có giá 11.150 đến 11.250 đồng trên kg. Gạo Đài Thơm 8 và OM18 có giá 11.750 đến 11.800 đồng trên kg. Cập nhật giá gạo an cư, gạo đẹp, nguồn ít, giao dịch chậm. Gạo nguyên liệu xô kênh gạo chợ. Gạo IR50404 có giá 11.600 đến 11.700 đồng trên kg. Gạo OM5451 có giá 11.800 đến 12.000 đồng trên kg. Gạo OM5451 có giá 12.100 đến 12.200 đồng trên kg. Gạo đẹp. Gạo OM18 và Đài Thơm 8 có giá 12.000 đến 12.200 đồng trên kg. Gạo OM18 và Đài Thơm 8 có giá 12.300 đến 12.400 đồng trên kg. Gạo đẹp. Gạo ST21 có giá 13.200 đến 13.500 đồng trên kg. Gạo ST24 và ST25 có giá 13.800 đến 14.000 đồng trên kg. Cập nhật giá gạo nguyên liệu xô Sidex kênh gạo chợ, về nhiều nhưng ít gạo đẹp, kho chợ khó mua hàng, giá ổn định, kho lựa kỹ. Gạo IR50404 Việt có giá 11.250 đến 11.350 đồng trên kg. Gạo IR50404 Campuchia có giá 11.200 đến 11.250 đồng trên kg. Gạo OM380 có giá 11.200 đến 11.250 đồng trên kg. Gạo tròn có giá 11.200 đến 11.250 đồng trên kg. Gạo OM5451 Campuchia có giá 11.300 đến 11.400 đồng trên kg. Gạo OM5451 Việt có giá 11.400 đến 11.500 đồng trên kg. Gạo OM18 có giá 12.000 đến 12.100 đồng trên kg. Gạo Đài Thơm 8 có giá 12.100 đến 12.200 đồng trên kg. Gạo ST21 có giá 13.300 đến 13.400 đồng trên kg. Gạo ST24 và ST25 có giá 13.800 đến 13.900 đồng trên kg. Gạo đẹp VIP 14.000 đồng trên kg. Tấm IR50404 có giá 11.000 đến 11.100 đồng trên kg. Cám hỗn hợp có giá 5.300 đến 5.350 đồng trên kg. Cám ướt có giá 5.550 đến 5.650 đồng trên kg. Hãy theo dõi kênh Bản tin Nhà Nông để cập nhật tin tức giá thị trường hàng ngày. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.